giờ mình đi đâu? Lộ bờ. Lộ bờ. Đi thôi. À quên, đeo khẩu trang. À, đây là quán lẩu Hải Tùng. Hải Tùng chứ. Bây giờ mình vô đây mình mua lẩu nha. Ơi, lấy em cái lẩu 300 đem về. Ai xin phép bà chủ quay nữa nha. À, à, quay cái lẩu 300 nè. Không có quay nhà coi. Em quay nhà coi, không có clip đâu. À, không ngấy gì hết trơn. À, coi lẩu 300 này coi có gì nè. Rồi, 300 ngàn này có thịt gì chị? Có nạm nè, có gân, khăn lông, đuôi, lòng, lá mía. Ừ. Chủ đang sắc cái gì nè. Này là gì chị? Cái này là lòng bò. Rồi tới gì nữa? Cái này là khăn lông. Nhìn hấp dẫn chưa? Này là cái gì chị ha? Dạ cái này là gân chân bò. Dạ. Mới đó, lại nhiều khi á làm đồ xong còn chưa dọn ra hết nữa. Không kịp. Chứ nó thật sự là hôm bữa không có thấy, không có nhớ. Mình làm ở đây á, cái khách quen thì mình cũng làm cái. Còn cái khách ấy thì mình cũng làm khác, nó thật sự là nó như vậy. Có trả không chị? Dạ có trả, anh ơi lấy trả không, em lấy trả. À thôi. Trả đi. Chị trả, chị xách lên cho em làm đôi đi. Dạ rồi. Bây giờ là vô bạch nè. Dạ. Và 6 người ăn, 2 người, 4 người lớn, 2 đứa con nít. Thì dạ. Có mua thêm bún là nước đi. Dạ rồi, để em lấy thêm bún nước dạ. Cho. Bây giờ bạch. Dạ nha. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chị. Ở chứa gì, tôi đang mua lẩu mà. Anh này đó. Đó, đây là một phần lẩu mang về nè, chút nữa quay cho bà con coi nha. À, hôm bữa thì hình như gần nửa năm chưa chị ha? Chắc hơn nửa năm rồi cha. Cũng hơn nửa năm rồi, thì nhân đến đây quay review cho chị, à, quay review quán này. Thì mọi người xem lại clip mà nhân quay ở trên phố Bô Sa TV nha. À, cái clip này thì cũng gần 50.000 lượt xem đó. À, mọi người có xem thì xem lại cái clip này trên kênh truyền thông Việt ngữ phố Bô Sa TV của Hoa Kỳ. À. Hôm nay quay clip người ta xuống người ta nói mình mà mình cũng không biết đường tìm cái clip ở đâu luôn. À. Thấy ông khác ông lợi ông tìm ông cài ra ông ấy về tải về cho mình coi mình mới biết. Bữa nào bà chủ phải dán một cái tờ ấy giờ, kênh gì mới được. Giờ bà chủ biết cái kênh đó chưa? Dạ biết rồi, bữa em có ấy rồi, có mở ra coi được rồi. Dạ. Nhưng mà con không biết mở. Hôm bữa đáng lẽ là mình phải in cái hình để lên, có người ta tới đây người ta mở cho mình coi, người ta nhắc người ta mở cho mình coi luôn. Không, cái đợt mà quay phim xong rất là nhiều đoàn xe hơi đồ đoàn ở xa, người ta tới người ta đèn tới người ta ăn. Chị có gửi lời gì cho khán giả của Sa TV không? Rồi thì gia đình ở trong quán cũng cảm ơn khán giả, cảm ơn các bạn anh chị đã tới ủng hộ cho quán bún bò Hải Tùng. Chị nhắc lại cái địa chỉ của quán. Dạ, quán bún bò Hải Tùng, 12 đường 1, phường Phước Long A, quận 9. Dạ. Như 4 đang đủ không anh? Cho em thêm cái này. Không, mình thì tính tiền mua. Bye bye chị nha. Hôm nay gặp lại chị. Tano. Xin chào Hải Tùng.
CCTV. Hôm nay xin phép được giới thiệu đến quý vị một quán bún bò mới và bán luôn lẩu bò. Món gì chị? Thịt lùn có bánh tráng. Chị cầm. Vô nha. Hôm nay trời mát. Mày mua nhiêu? Một phần 30 ngàn. 50. Ủa 30, 50. 2 700 á. Có mấy con lóc này mà 50 ngàn. Ừ. Cảm nhận nha. Nhai. Ngon lắm. Gấp thịt lên. Dai ngọt. Không thấy được con ốc. Con ốc lấp ở trong. Cái tầm đi. Đây. Trời. Nó cái đít nó ra. Từ. Ăn luôn đít luôn đi. Bỏ. Đó. Ngon. 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 Ngon lắm. Ngọt của một nha. Ngọt mà. Ngon. Cái gì tốt? Cũng ngon lắm nè. Ngon. Ngàn ký nè. Các bà bán cá. Sao nó người mùi xả vậy? Các bà hai vợ chồng á. Đúng ngon. Mà không phải hai vợ chồng á. Thằng người làm cái bà. Chỉ cần nói vậy là hiểu rồi. Trời ơi, bán nó xà lông to hay to luôn á. Đại đó. Trời ơi, gặp vậy là thì thấy mua đi. Mua đi không? Có ai ăn đâu mua. Mua về thì ăn. Thôi em đi làm đi. Đậu nè, đậu nè sâu vậy. Để nó. Mà ăn nó cũng hơi nhức nhớt. Ốc để dậy. Cay quá. Cũng được. Nhưng mà không có đậm. Cái nước của nó nóng, nó cay lắm luôn á mẹ. Mà không có đậm đà. Này cuốn bún nào? Mà cuốn bún bò. Lần đầu tiên mình ăn gỏi cuốn mà mình cuốn với bún bò nha mọi người. Cái này là độc lạ luôn á. Gỏi cuốn với thịt luộc nha. Hôm nay ăn mừng Chúa phục sinh. Ăn gì chứ ăn đơn giản vậy thôi.
ăn bún nữa đúng không? Thì về múc thêm, về múc vài miếng nước bún nữa vậy nè. Không có nước đi. Lấy nước khác. Anh gói được đồ nước không? Mình cuốn đi. Để chống cái tay lên các bạn. Thịt mềm ha, thịt này luộc bao lâu rồi chị? Luộc 15 phút và bà gọi nó ngon á, nên luộc nó nhanh. Mềm lắm. Mọi người chén chào là thấy ngon rồi đó. Mình gói bằng bún bò luôn. Nào nào. Ừ. Phải lấy cái tâm chứ. Tâm kệ đứng lên nghe chỗ lô lạnh hết tâm đi. Trời ơi nó thật mất tiêu. Đây. Thế cái tâm chứ gì thì tốt. Được rồi. Nhiều khi người ta bỏ cái vỏ không, người ta bỏ nước xả vô, người ta cho mình ngoáy. Wow. Ủa, ngon quá. Ồ. Cái này con nè, cái ruột mà không ăn ruột đâu. Ăn trứng. Trứng này luôn hả? Trứng kiến hình chứ. Đây này là gì? Muối chanh. 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 Mình lên đậu ăn đi. Đã, người ăn. Đó, không có mất chưa? Nước mắm ngon nữa. Không ăn bún nha mọi người. Anh đã ăn được rồi. Thôi đủ rồi, hết rồi. Cái chén kia ăn đi. Hết rồi, hết mè rồi. Cái chén thường á. Dạ, ok. Ừ, uống hết đi. Mình kết thúc luôn. Bánh chén phan rang. Nhà làm. Là nhiêu tiền một cân anh? Không có biết nữa, cái này ở ta ở quê người ta mang vô ta cho. Dạ, bữa nào gửi mua được. Thành phố này đâu có đâu. Cái này là quê đi. Cái mè nó thơm. Cái này người ta tự làm. Mè thơm ghê á, nó chết cái mè. Cái vị nó khác hơn là cái bánh tráng thường ha. Chuẩn bị ăn đậu nha. Mẹ ơi, mẹ uống được mà dơ lắm, cái lon nó dơ. Lấy đi đá đi, đá đổ hai anh em uống. Quảng cáo chứ nha. Ừ. Ê, nó sôi sôi nhẹ nhẹ ra ba. Bỏ đâu nữa hả? Bỏ đâu nữa hả? Bỏ đâu nữa hả? Bỏ đâu nữa hả? Chơi với anh Tú là bé đừng để chết nha, chết là nó bay á. Đừng để chết nha, chơi.
Chưa đặt để ăn đã. Ăn đâu vậy? Nhớ hết máu về nhà nha. Ăn không có cay, không có phê. Nè, lấy cho 35% đi rồi nha. Trà sữa tới. Ăn xong rồi uống trà sữa. Đâu trà sữa gì không? Đây. Sữa gì? Trà sữa trân châu đường đen. Rồi, ở kia. Cái này là trân châu, trà sữa trân châu hoàng gia. Tổng cộng là 4 ly. Đây, đặt vô. Sữa bè anh em. Đây, uống đi. Uống mạnh lên cho có trân châu. Mạnh lên đó, uống. Trời. Mọi ngon lắm, gì mình phải ngon lắm. Đây nào gì? Đây đó. Này gì? Lắc mạnh lên coi. Lắc gì mà yếu xìu. Lắc mà lắc gì đâu mà giống như ông Quách Thái Công. Gì cũng nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ. Hút một miếng. Gì vậy? Gì vậy? Lấy cái thao ướt nào. Hôm nay nhà con là ăn lễ phục sinh xong rồi. Chú mấy cô chú xem clip vui vẻ. Hẹn gặp mấy cô chú vào những clip tiếp theo. Bye bye. Nhớ comment nếu có gì không hay nhớ thì hãy comment ở dưới nha. Nhớ đăng ký nữa. Nhớ đăng ký.